Kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các thầy cô giảng viên, nhân viên của trường Đại học Hoa Sen, kính thưa quý vị đại biểu cũng như các bậc cha mẹ, thưa tất cả các bạn tân khoa đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thuận Ánh, đến từ bộ môn tâm lý học của trường Đại học Hoa Sen. Và như cô hiệu trưởng vừa giới thiệu thì em vừa đón sinh nhật tuổi 40 cách đây vài tháng. Để giới thiệu một chút về bản thân mình thì em đã tốt nghiệp một ngành nghề khác ở một trường đại học khác và đã có quá trình làm việc khá lâu dài. Cụ thể hơn, em đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền hình. Tới năm 2018, em đứng giữa một cuộc khủng hoảng hiện sinh của đời người, đối mặt với những câu hỏi lớn, đó là công việc nào sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình, đâu là con đường phát triển, đâu là những giá trị mà mình muốn theo đuổi. Và em đã tìm đến ngành tâm lý học của trường Đại học Hoa Sen với mong muốn trở thành một chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý, một người đồng hành và chia sẻ với những nỗi đau khổ của người khác. Và lúc đó em đứng trước những lựa chọn khó khăn, đó là cứ tiếp tục duy trì cuộc sống ổn định trước kia, một lựa chọn tương đối dễ dàng và an toàn, hay là dấn thân vào một con đường mới mà chính mình cũng không biết nó sẽ dẫn đi về đâu. Chỉ biết là mình sẽ phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều và có thể có cả những hy sinh và đánh đổi. Lúc đó em mới nhận thấy là thường thì người ta chỉ ân hận về những điều người ta không dám làm, chứ ít ai ân hận về những điều họ đã dám thử sức, dám cố gắng, dù con đường đó có thể không hoàn thiện, thậm chí là thất bại. Và em đã quyết định trở lại giảng đường đại học ở độ tuổi không còn quá trẻ. Như quý vị biết không, lúc em bước vào giảng đường đại học thì tuổi của em đã gấp đôi tuổi của bạn cùng lớp. Nãy giờ em nói hơi dài dòng một tí là tại vì em muốn lý giải cho sự có mặt của em ngày hôm nay ở đây, khi mà mọi người cũng có thể dễ dàng nhận thấy là tuổi tác và trải nghiệm của em thì không giống với đa số các bạn tân khoa. Tuy xuất phát điểm của em thì không giống với các bạn, nhưng những trải nghiệm đời sống sinh viên của em thì lại không khác các bạn là mấy. Tức là cũng ngày ngày lên giảng đường, lên thư viện, rồi cũng tim đập chân run trước các buổi thuyết trình. Giống như bây giờ đang phát biểu trước quý vị đây, em cũng đang cảm thấy rất là run. Và em cũng phải thức đêm, thức khuya học bài để vượt qua các kỳ thi. Và em cũng thấy rất là hạnh phúc khi nhận ra vẻ đẹp diệu kỳ của tri thức. Từng bước một, cứ mỗi năm học nhìn lại, em lại thấy mình hạnh phúc hơn. Khi so với mình năm trước thì mình đã trưởng thành hơn, bớt ngây ngô hơn và ngày càng đến gần với con đường nghề nghiệp mà mình theo đuổi dưới sự dìu dắt của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè. Và em tin rằng sau này dù có rời xa mái trường này thì khi nghĩ về Hoa Sen, về những năm tháng sinh viên ở đây, về thầy cô, về bạn bè thì sự trìu mến và lòng biết ơn sẽ luôn ngập tràn trong tim em. Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép em được gửi lời cảm ơn tới nhà trường, tới thầy cô, tới gia đình, tới bạn bè, những người đã luôn yêu thương và ủng hộ con đường của em. Em nghĩ rằng cái thành công lớn nhất của em cũng như các bạn tân khoa ở đây không phải là việc mình đã làm được điều gì đó lớn lao hay là vĩ đại, mà là việc mình đã dám dấn thân để thực hiện điều mình nên làm, cần làm, và mình đã dám kiên trì, dám nỗ lực để đi đến cùng con đường đó. Càng dấn thân nhiều thì càng học hỏi được nhiều. Em mong em cũng như tất cả các bạn tân khoa sẽ giữ vững tinh thần, dám dấn thân, dám nỗ lực thực hiện điều mình muốn, dù con đường nghề nghiệp cũng như tương lai phía trước tuy đầy hứa hẹn nhưng không thiếu những chông gai và thử thách. Lời cuối cùng, em xin chúc tất cả các bạn tân khoa luôn bền bỉ trên hành trình của mình. Chúc quý vị thầy cô, quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và sau đây em xin đại diện cho các bạn tân khoa xin đọc lời tuyên hứa. Bây giờ mình mời tất cả các bạn tân khoa đứng lên ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Trong lúc mình đọc lời tuyên hứa thì mời các bạn tay phải sẽ đặt lên trái tim mình. Và khi nào mình đọc xong thì các bạn sẽ hô to 3 lần là xin hứa, xin hứa, xin hứa nha. Và cho phép tôi cũng sẽ được mời quý thầy cô
đang có mặt, chúng ta cũng sẽ cùng quay mặt lại phía các bạn tân khoa để cùng chứng kiến nghi thức tuyên hứa ý nghĩa trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời tân thủ khoa Nguyễn Thuận Ánh. Tôi, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Hoa Sen, xin hứa tôi sẽ thực hiện hoài bão của trường Đại học Hoa Sen là đóng góp năng lực của bản thân vào sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong mối quan hệ giao lưu thân thiện với cộng đồng quốc tế. Tôi sẽ sử dụng tri thức, kỹ năng và phong cách chuyên nghiệp của mình phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng tự học trọn đời với tính trung thực và lòng tự trọng. Tôi hứa những điều này trong danh dự và sự tự nguyện. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.